Huyết áp thấp hay còn gọi là hạ huyết áp có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau. Dưới đây là một số nguyên nhân phổ biến. Nguyên nhân của huyết áp thấp. một, Mất nước. Mất nước quá nhiều do tiêu chảy, nôn mửa, sốt cao hoặc đổ mồ hôi nhiều có thể làm giảm lượng máu trong cơ thể, dẫn đến hạ huyết áp. 2. Mất máu. Chảy máu nghiêm trọng do chấn thương, phẫu thuật, hoặc các vấn đề y tế như lết dạ dày có thể làm giảm thể tích máu, gây hạ huyết áp. 3. Vấn đề tim mạch Một số bệnh tim như suy tim, nhịp tim chậm, radicardia, nhịp tim không đều, arrhythmia hoặc nhồi máu cơ tim có thể làm giảm khả năng bơm máu của tim, dẫn đến huyết áp thấp. 4. Nhiễm trùng nặng, sốc nhiễm trùng Nhiễm trùng nghiêm trọng có thể dẫn đến tình trạng sốc nhiễm trùng gây giảm huyết áp đột ngột. 5. Phản ứng dị ứng nghiêm trọng, sốc phản vệ. Phản ứng dị ứng mạnh đối với thuốc, thực phẩm hoặc côn trùng cắn có thể gây hạ huyết áp đột ngột và nghiêm trọng. 6. Thiếu dinh dưỡng. Thiếu các vitamin và khoáng chất thiết yếu như vitamin B12 và folate có thể ảnh hưởng đến khả năng sản xuất tế bào máu đỏ của cơ thể, dẫn đến hạ huyết áp. 7. Thuốc một số loại thuốc có thể gây hạ huyết áp như thuốc lợi tiểu, thuốc chống trầm cảm, thuốc điều trị cao huyết áp và một số loại thuốc tim mạch khác. 8. Vấn đề nội tiết Các rối loạn nội tiết như suy giáp, hypothyroidism, suy thường thận, Addison's disease và hạ đường huyết có thể gây ra hạ huyết áp. 9. Chế độ ăn uống không hợp lý Thiếu muối trong chế độ ăn có thể dẫn đến hạ huyết áp. Đặc biệt ở những người có xu hướng bị huyết áp thấp. 10. Thay đổi tư thế đột ngột. Hạ huyết áp tư thế, orthostatic hypotension, xảy ra khi đứng dậy quá nhanh từ tư thế ngồi hoặc nằm, làm giảm lượng máu chảy đến não. 11. Mang thai. Trong thai kỳ, hệ thống tuần hoàn mở rộng nhanh chóng, có thể làm giảm huyết áp. Điều này thường là tạm thời và bình thường hóa sau khi sinh. Nếu bạn gặp các triệu chứng của huyết áp thấp hoặc lo ngại về sức khỏe của mình, hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ để được chẩn đoán và điều trị thích hợp. Chúc bà con nhiều sức khỏe. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Sức khỏe 60 giây để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng.